Xin cảm ơn tiếng hát của nam nghệ sĩ Thanh Dương. Và để trở lại chương trình, Ngọc Quỳnh xin mời tất cả quý bà con cô bác cùng tất lại tiếng hát của nam nghệ sĩ Võ Ngọc Quỳnh. Dạ, và để trở lại với chương trình thì Võ Ngọc Quỳnh xin mến cái đoạn vlog trích đoạn được mang tên Cô gái bán gươm Scum Thức. Vừa hay con đường, tôi biết phải liệu làm sao. Giữ trường giang, ly chiếu bình. Cần thương thì hãy quay về quê ngoài.
trời phú đồng với bỏ về quân.